Tôi là hóa học, các bạn là hóa học, tất cả xung quanh chúng ta đều là hóa học. Chúng ta cần hóa học để giải quyết rất nhiều thách thức toàn cầu trước mắt. Chúng ta cần các giải pháp hóa học và cần phải cho những thế hệ sau được học hóa học. Đó là chia sẻ của giáo sư Morten Meldal tại buổi lễ trao giải Nobel năm 2022, nhấn mạnh tầm quan trọng của hóa học cho sự phát triển của tương lai. Và ngày hôm nay, sự có mặt của ông tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã truyền cảm hứng cho những nhà khoa học trẻ, những sinh viên, nghiên cứu sinh trên con đường chinh phục và khám phá khoa học. Tôi cũng hiểu hóa học thì rất khó, nhưng nếu chúng ta quan tâm đến câu hỏi là chúng ta đã đến đây như thế nào, tại sao ta ở đây, và ta sẽ sống ở đây như thế nào trong tương lai, thì hóa học là câu trả lời duy nhất. Việc chào đón các giáo sư có thành tựu lớn đến thực hiện bài giảng đại chúng cũng để gửi gắm tới các bạn trẻ một thông điệp rằng khoa học cơ bản chính là nền tảng của cuộc cách mạng công nghệ lớn.